12 năm sau biến cố, bông hồng nghìn tỷ Đặng Ngọc Lan vẫn kiên cường và đầy bản lĩnh, lọt top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Bà Đặng Ngọc Lan sinh năm 1972 tại Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành cử nhân tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời trẻ, bà không chỉ nổi bật với tài năng mà bà còn là hoa khôi của trường, được nhiều người theo đuổi. Vì thế, khi bước vào giới kinh doanh với tư cách là vợ của Bầu Kiên, bà Lan được ưu ái gọi là bông hồng nghìn tỷ. Là hậu phương vững chắc, bà luôn sát cánh bên chồng trong mỗi dấu mốc quan trọng của sự nghiệp. Có thời điểm, bà Lan nắm giữ số lượng cổ phiếu trị giá hơn 1.400 tỷ đồng tại ngân hàng ACB và nằm trong top 50 nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam lúc bấy giờ. Năm 2012, khi Bầu Kiên bị bắt, bà Ngọc Lan vẫn kiên cường giữ vững vị trí quan trọng tại các ngân hàng mà gia đình bà sở hữu lượng cổ phiếu lớn. Là người sống kín tiếng, thông tin về bà hầu như không xuất hiện trên mạng xã hội. Hiện tại, bà Lan sở hữu 63,9 triệu cổ phiếu ACB, tương đương khối tài sản 1.749 tỷ đồng, xếp thứ 85 trong danh sách người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Dù đã trải qua nhiều thăng trầm, bà vẫn giữ vững bản lĩnh và vẻ đẹp của mình, luôn thể hiện niềm tin của mình đối với chồng và không hề tỏ thái độ tiêu cực. Có thể thấy bà Đặng Ngọc Lan là một người phụ nữ rất sắc sảo và mạnh mẽ. Đừng quên theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều câu chuyện thành công và thú vị khác.